Rồi, mọi người nhìn nha, cái thùng này, một thùng vậy là khoảng 10 pound, 11 pound, là 140 đồng, coi trái gì mà mắc dữ vậy nha. Khoảng, mình đếm khoảng một cái thùng này khoảng được 13 trái. 13 trái. Cái này người ta gọi là Jumbo. Mọi người nhớ cái này không? Vú sữa tím Jumbo. 140 đồng một thùng rồi 13 trái, chạy ra một trái khoảng chừng 11 10 đồng mấy hơn. Và cái này nó khác với những trái vú sữa khác Việt Nam mình. Việt Nam mình chút sao nhớ là mình bổ làm tư rồi mình ăn cái ruột ở trong, phải không? Cái này á, thì người ta nói là mình chỉ bào cái vỏ giống như là bào vỏ xoài vậy đó, rồi ăn luôn cả cái lớp ngoài luôn, rất là giòn và ngon. Để mình thử mọi người coi như thế nào nha. Trời ơi, dã man ghê không. Nếu mà hồi lúc mình mua mình đâu có nghĩ là đến mười mấy đồng một trái, 10 đồng trái đâu. Mình 20 mấy năm mà không ăn trái này đó. Trái vú sữa bự không, bự hơn cái tay của mình nhiều, bự nguyên cái bàn tay của mình nè. Lứt là siêu đáng không, tiền không, nghĩ chắc không nên ăn ha. Ok, giờ thử mọi người thử cái nó như thế nào nha. Về mình cắt thử cái trái sao mà chú sữa này nó như thế nào nha. Ủa, nếu mà vậy thì nếu ăn cái vỏ này mủ sao ta? Hình như vú sữa này ăn trước khi là phải giò cho nó mềm để không có bị mủ, phải không? Have you guys seen this one before? No. Con biết này nó gọi là gì không? Không. Vú sữa. I'm not gonna say that. Why? Try it. What'd you Vú say? sữa. Sữa is Vú is mu, like... vú is mean bread. Bread. No. You're I don't know. from Thì tiếng Việt ở Việt Nam mình nói là vú sữa mà. Để cho mẹ cái dĩa coi. Ừ. Nó gọi là vú sữa. Giờ ai dịch tiếng Việt là tiếng Mỹ là gì cho mẹ coi. Đứa nào dịch tiếng Mỹ cho mẹ coi. Hả? Boob milk. Vú sữa. Ok, whatever. You guys haven't seen it before, phải No. không? Ok, rồi. Qua đây. Mấy con là chưa bao giờ ăn thử không? Oh my god. Giật cái cùi ra. Wow. Why are you ripping the nipple off? What? Get out of here. You said it. You said it. Ngọt quá. Cái giữa này mình phải bỏ đi. Thấy không? Nó giống như giống gì? Looks like Wow. What Hình is như là cái giữa that? này bỏ đi nè. Mày không biết cái này nó có ngon như mẹ nhớ không? Tại vì lần cuối cùng mẹ ăn là 20 mấy năm rồi. Nhưng mà mẹ thấy nó mắc quá cho mày, nghĩ là hy vọng nó sẽ ngon. Giống như ăn sữa vậy đó, giống như Can ăn I sữa. eat one? Yeah, try Give it. me Everybody bite. need to try Wait, one. One bite. wait, Let give me a bite. Hunter là khoái ăn sandwich. I mean, ăn cái gì? My brother give me a bite. Whoa! Wait, wait, what is it good? Hunter là khoái ăn trái măng cục. Hey, can Wait, can someone pick me up? Can someone pick one up for me? My fingers are dirty. Ngon không? Yeah. Hunter, get your hand away. It's nice. It's so slippery. Yeah. Ngon không con? Thường thường mẹ ăn cái giữa này thôi chứ mẹ không ăn nguyên cái đó, nhưng mà bây giờ mẹ ăn thử nguyên cái này coi sao. Just like Logan. Yeah. Actually, hai mấy năm mà không ăn lại thì thấy nó. Be better if it was cold. I agree with Hunter. Nó không có được ngọt đắng. Không có phải là what I expect, nhưng mà nó cũng ok. Nếu mà 11 đồng trái này thì không có đáng. Không có đáng lắm, nhưng mà cái gì mình không có. You still recording? Yeah. Yeah. 11 đồng một trái thì không có đáng lắm. Really? Đây. Trái như thế này đây. Ha. Rồi hen. Ba mọi người nha, nếu mà ai muốn ăn thử cái trái này thì nó gọi là trái vú sữa. Ba cả nhà nha.